Hello, hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Trang Cuộc Sống Mỹ. Daddy ơi, someone for you. Cái này anh bánh này chứ. Bánh nhanh. Bánh nhanh á. Là một quán bánh nhanh á. Hôm bữa má hai cho con quen hộp bánh nhanh nhỏ. Ủa vậy hả? Có hả? Dạ, I remember. Ủa vậy hả? Có hả? Má hai đưa hả? Dạ. Ủa sao mày không nhớ ta? Ở đâu? Ở Việt Nam hả? Ok. Nó thích giống như cà phê đó. Dạ, nó có cà phê giống mà. Nó có một miếng cà phê ít. Ít thôi, ta để trên cái mặt á cho nó thơm thơm thôi. Ăn đi con, không sao đâu. Mẹ mẹ ăn thử đi. Ngon không? Dạ. Nên đi chợ ba miền nên mua được bánh lăng cho Phi. Tao quá bán lăng. How's your salmon? Thì hôm nay á nhà mình mua được dê thui à? bê thui cả nhà, bê thui. Thế là chiều ngày hôm nay rủ cha Phi nhậu nha. Hôm nay rủ cha Phi ăn bê thui mà giá nó không được nên mua thêm miếng cá hồi chánh nữa. Bây giờ mình sẽ mời đại gia đình ăn bê thui nha. Bê thui ở Mỹ nha. Em bánh lăng. Bánh lăng. Đây là rau thơm vườn nhà nè. Bây giờ mình ăn thử nha. Ăn thử coi nó ngon không. Hồi nãy là mình thấy nó đỏ lắm luôn á. Xong rồi cái mình rứa rất là nhiều cái thính lên. Tại mình thấy nó đỏ quá. Cái rứa thính lên nhiều lắm. Giờ ăn thử nha. Có xả nè. Ở đây mình có mua được cà pháo nữa nè cả nhà. Bây giờ trước tiên mình ăn để thử. You fried this in sauce maker? Yeah. But I put in microwave. Oh. So how different? With the charcoal and microwave. Like cái này là mắm nêm. Xin mời đại gia đình nha. Bê thui. Ba. Mắm nêm mặn quá. Ba, cho thêm sao thịt. Con để cái nước đại lên đây cho quán á. Nói chung là cái mắm nêm nó hơi bị dâm mặn cho nên mình sẽ cho thêm đường vô. Nãy thêm chanh vô. Okay. Cái mắm nêm. Mắm nêm mà nãy mình cho ít đường quá nó còn mặn, bây giờ mình phải cho thêm đường vô. Đợi lên. Nên là bánh đa. Món ăn ngày hôm nay như là món nhậu cả nhà. I forgot you can do that in the microwave. It's pretty good. I do microwave. So you want try? Okay, ha. Để mình lấy cho anh thì sẽ không lấy da. Anh không ăn da. Lấy miếng thịt nạc nha. Con ăn da của chicken. À, con ăn da chicken hả? Quế. Ăn thịt luôn. Lần đầu tiên cho anh ăn thử bê thui nha. Kim giới. Cải xanh. Quế, rau thơm, miếng chuối. This is a banana. Yep, green banana. Fried? Fried? Just green. Green banana. But not cooked. No cooked. It's okay. That's good. Is it okay? It smells. Is that the rotten shrimp? Yeah. No. No. Không ăn mắm nêm. I like the mint. Oh, you like the mint? But I don't know. Ơi. Bà ơi. Bà ơi. Cái này không phải da cương cá là nước mà. I mean milk mà. Con mua mà. Con ăn không? Hơi hình. Kind of dry. It would be good with like a sauce, but that sauce, no, not for me. Right? Không ăn mắm nêm nhà anh ấy nó hơi khô. Đâu có khô đâu, hồi nãy nó đỏ quét đó. Tại mình rưới cái thính lên đó cả nhà, đặng cho nó nhìn nó đừng có đỏ. Ăn đi con. Tại hồi nãy mình thấy nó đỏ quá. Lúc mua về nó đỏ quét à. Thế xong cái mình rưới thính vô á. Này là
ngò gai, quế. Cái món này hồi lúc ở bên Việt Nam mình cũng thích ăn lắm, hay mua về mấy chị em phái ăn này. Rau thơm rồi, kinh giới ôm, rau ôm đó cũng nhiều. That's really sweet to me. Chấm mắm nêm. À, nó mắm mắm nêm. Biết ngay nên làm thêm miếng không? Cá hồi vậy. Bà cô chú ơi, cái mức làm này ở trường hợp nè. Ta vô hành môn. Cái là bơ khô, cái là firework. Cái tiếng Nhật là gì? Là firework. Pháo bông. Pháo hoa. Em có pháo. Pháo hoa. Pháo. Pháo bông. Pháo bông. Pháo bông. Pháo bông. Anh nó chạy chứ hả? Anh đã được bay. Thế nào? Anh cầm bay lại lại. Cái vàng nó ngon. Sực sực. Thơm mùi thính. One more. Món này như món nhậu thôi nha ơi. Ăn này phải nhậu nha. Mà không có nhậu. Mắm nêm cay. Cái da nó ngon. Xả luôn. Ông bà cô chú ơi, bà bác cho tôi coi cái này đó. 25 đô cho 1 pound. Mà tham quá mua 2 pound. Này gần tới sinh nhật con. Dạ. Này tới sinh nhật con luôn đó. Gần tới sinh nhật con. Gần tới sinh nhật con rồi. Đó, à. Đó bạn cứ coi em đang coi được. Bà không làm tiếng Việt, cái bà hỏi. Bà nói tới cái đó, cái bà hỏi cái đó tiếng Việt là cái gì. Ow. Cái miếng mà có da ngon lắm. Mình mua 2 pound. Nhưng mà mình chọn ở đây có 1 pound thôi. Còn lại mình bỏ trong đá rồi. Khi nào có bạn bè, có khách á, mình lấy mình đãi. Tại vì á, mình đã order rồi. Mình order tới 2 pound rồi, cho nên phải lấy luôn. Cũng đã ăn, gần ký luôn. Cái sợi nó chua. Kẹp chung vô cái xả luôn nha. Kẹp vô miếng xả nữa. Cái miếng mà có da ngon. Cái da nó sực sực. Mình thấy người ta ăn có tỏi, củ tỏi nhỏ nhỏ nè. Hành. Rồi ớt, ớt hiểm luôn ha. Trời trà. Kẹp vô cho ăn ngon lắm. The salmon's good. Ăn nó đúng không? Ăn không ăn rồi. Cái gì ngon? Bánh đa này mình nướng microwave. Ăn cái này là không phải cookie. Nhanh nè, nhanh nè.
Rồi Lucy. Lucy nó hết trời nha nè. Nó tiếng đó là không phải cookie đâu. Nó ngon nhưng mà ăn một mình nó buồn. Chà ơi, cái cà pháo không? Ở Ba Miền nó mặn. Anh ăn cá hồng này. Cái miếng mà nó có da ngon quá. Dạ. Cho làm nha cái móng tay của con đó, của mẹ đó. Nó làm tiếng ồn luôn. Làm gì vậy? Của ăn luôn hả? Ok. Ăn món này phải là dai. Nhậu luôn. Mình không biết nhậu. I'm thinking about hoping maybe we can catch some crab this weekend. Anh ngủ đi, cuối anh ngủ à, đi bắt cua. Ok. Thì anh hy vọng là có cua. Dạ ngon quá. Not close by though. We have to drive all the way to the ocean. To the ocean. Thì tới đại dương. How far? 2+ hours. Tầm 2 tiếng. So we need to go by the ferry. No ferry. No. We'll come back by the ferry because we got oysters on the way back. Trên đường về ghé không? Biển Hào. Ghé lại biển Hào xem còn Hào không nha. Mình nghĩ là còn nhiều lắm cả nhà ơi, tại vì nó nguyên một biển luôn. Đi dưới chân toàn là Hào không. Với lại quy định á, một người bắt 18 con thôi. Bắt đủ 18 con đi về hả? Nhiều lắm, nhiều dữ dằn luôn. Nó nguyên một cái biển luôn mà. Nguyên một cái dọc của bờ biển á. Nhiều kinh khủng. Ăn gần hết bánh lăng luôn. Các bạn thôi mà. Cho lấy dâu qua cho bạn. Ok cả nhà ơi, video của mình ngày hôm nay thì mình xin tạm dừng ở đây ha. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Chúc đại gia đình luôn luôn vui vẻ bình an ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye.